loại câu chuyện cực mặn về những người lính trong quân ngũ, luôn nhận về không ít sự quan tâm từ dư luận và tình huống bị phạt đánh răng vì hé miệng nói sai của một chú bộ đội sắp ra quân được chia sẻ mới đây chính là một ví dụ điển hình. Cụ thể, một người lính trẻ tuổi được chính ủy của mình tặng cho hình phạt đánh hết một tiếp kem đánh răng chỉ vì lỡ hé miệng nói sai giữa nơi công cộng. Có lẽ vì quá hưng phấn sắp được trở về nhà sau thời gian tham gia quân ngũ nên anh lính này đã hét to, sắp ra tù rồi. Anh chàng chiếu mới này không thể ngờ câu nói tưởng chừng hài hước vô hại ấy lại bị chính ủy nghe thấy. Điều gì đến cũng phải đến, anh chàng ngay lập tức được triệu hồi và nhận lệnh phải đánh hết một tiếp kem đánh răng để sửa chữa sai lầm của bản thân. Hiện tại, câu chuyện về hình phạt đánh hết tiếp kem đánh răng kể trên vẫn đang nhận được sự chú ý và chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Trước sự việc kể trên, không ít dân tình để lại những bình luận bàn tán và rút kinh nghiệm sâu sắc về vấn đề cái miệng hại cái thân, cũng như hào hứng chia sẻ với bạn bè người thân của mình.